Cái ra hỏi ủa sao không thấy tặng quà? Dạ. Dạ con chào con. Ô chào con. Ô ô ô cảm ơn con, cảm ơn con đến luôn. Cũng gặp đi lên TV á đó. Dạ. Giờ mới gặp. Dạ. Ủa ủa ủa. 167. Mình không có tặng quà cho bà con mua đồ hả? Bây giờ 9 giờ anh phát đi ạ. Ừ. Em mang ra luôn đi luôn đi. Nhưng mà các bà các cô bác mua trước là không có quà. Dạ có, cô chú đang giữ lại đang dạ. Dạ cô cứ tới đây cô lấy phiếu đây cô. Dạ. Dạ dạ, lấy phiếu đi con đang phát rồi. Di chuyển mấy cái quà ra đây cho anh đi. Kiếm cái bàn hay gì đó, di chuyển ra đây chứ làm sao anh vô đồ anh mang anh phát được. Dạ kính chào quý vị khán giả. Vui quá. Trời ơi. Cuối cùng thì cũng có một cái cửa hàng ở rất là xa thành phố Hồ Chí Minh, gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Đây là Coleman Food Mart tại Bà Rịa Vũng Tàu. Không phải Bà Rịa Vũng Tàu mà Coleman Food Mart Vũng Tàu, số 125 đường Trương Công Định, phường 3 thành phố Vũng Tàu. Mình nhớ là mình trước mình quay cái cụ bình kẹo kéo chỉ ở Bà Rịa, ở tại Vũng Tàu á, thì rất nhiều khán giả cứ hỏi tới hỏi lui và sao thấy nó cái cửa hàng nước mắm mà lâu khai trương quá vậy, và lu bu quá, lo đi theo tiếng rau rồi lo đi theo xuôi diễn cuộc đời không có làm kịp luôn. Nhưng mà rồi cuối cùng thì tất cả mọi thứ cũng đã chính thức khai trương vào ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2020, đánh dấu sự ra đời của Coleman Food Mart tại Vũng Tàu, 125 Trương Công Định, phường 3 nha. Bà con ghé ủng hộ Coleman nha. Mặc dù là bây giờ mới bắt đầu là chính thức khai trương nhưng mà bà con đã tới từ rất sớm rồi, đông vui lắm luôn. Thật là tình cảm của bà con dành cho Coleman rất là quý luôn. Xin cảm ơn tất cả bà con cô bác. Rồi ở đây thì mình sẽ xin phép mình cúng. Rồi, cảm ơn. Yeah.
Rồi, ok, ok, rồi. Pháo ơi, 1, 2, 3. Dạ, dạ, chú mắt ra. Dạ, ra, dạ rồi, dạ. Mắt bắn hàng ở dưới đó con. Ôi, dạ, rồi, cảm ơn chị, xin lỗi chị, rồi. Dạ, đây, phiếu quà, dạ. Cảm ơn anh, rồi, cảm ơn anh chị ủng hộ. Dạ, cảm ơn anh chị ủng hộ, dạ. Đây, dạ. Cảm ơn con nha. Lâu ghé chơi cho con. Rồi. Dạ, rồi, dạ đây. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, hai phiếu thôi. Rồi. Rồi. Ồ, có hai phiếu hả? Dạ. Dạ rồi, gửi cô, dạ. Rồi. Cô, dạ, cảm ơn bác. À, dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Rồi, dạ, gửi với chị. Rồi, dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, dạ, lâu ghé ủng hộ em nha. Ghé ủng hộ em mua quà Tết nha. Rồi, dạ, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn cả nhà, cảm ơn cả nhà. Dễ thương quá bà con Vũng Tàu, dễ thương quá bà con ơi. Ôi ôi, dễ thương quá rồi, chào em, rồi, đây hai phiếu, ok rồi, dạ, đây hai phiếu hai gói, rồi cảm ơn em nha, rồi anh phát tài là nhờ tụi em á, rồi dạ đây, cảm ơn chị, rồi cảm ơn chị, dạ, dạ ôi, cảm ơn bà, trời ơi bà, dạ con gửi bà, dạ dạ, ủa bà hai phiếu lận. Dạ, hôm nay bà có hai phiếu nè. Hai phiếu. Dạ đây con gửi bà thêm một cái nữa. Bà cầm được không bà? Không, bà đâu, nhà dạ. Đây vậy sao vậy? Dạ, dạ, dạ. Trong trăm nhân ba đi coi chừng. Phiếu con rồi. Phiếu con rồi phải không? Rồi thôi không sao. Rồi, cảm ơn con. Dạ, rồi. Dạ. Ô. Ô sao nó rớt gì vậy? Dạ. Dạ đây một phiếu hả bà, đây con gửi bà, rồi dạ, cảm ơn bà. Dạ, dạ, một phiếu một quà gói dạ, dạ cảm ơn bà. Rồi cảm ơn em nha, okay. Lâu lâu ghé ủng hộ anh nha. Rồi, ôi, từ đừng có đẩy cái đó, đổ. Hả? Bây giờ có bán chưa? Bán rồi, dạ, lấy quà trước đi rồi xong mua hàng sau, dạ, rồi cảm ơn em nha, ok, rồi. Rồi, gửi con nha, cảm ơn con nha, rồi. Rồi, dạ rồi. Dạ kính thưa quý bà con cô bác là hiện tại ở dưới Coleman Food Mart ở tại Bà Rịa ở tại thành phố Vũng Tàu đang cần rất nhiều nhân sự bán hàng. Đó các bạn nào mà có thời gian thì làm thêm. Dạ con cảm ơn cô. Đẹp rồi. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn em. Rất cần nhiều vị trí nè, cần bảo vệ nè, cần bán hàng nè. Rồi cửa hàng trưởng luôn nè. Dạ cái phiếu chị đâu? Dạ dạ chị hỏi chị mua rồi đúng không? Ủa cái chị này không có lấy phiếu hả? Đây đây là chị không có phiếu nè. Bà con là mua hàng xong lấy cái phiếu bên đó luôn để gửi. Dạ rồi vậy thôi chị coi rồi chị luôn đi. Rồi khỏi lấy phiếu nữa. Dạ rồi. Dạ, ông muốn cô, dạ. Dạ, 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 rồi. Dạ, dạ, cô lên cho lấy phiếu một con đi, lấy phiếu một con, dạ. Có cái phiếu mà mới tặng được, dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô, rồi.
Rồi cảm ơn em nha. Ok em, rồi đây. Rồi con. Rồi kính thưa bà con cô bác, hơi nóng nhưng mà vui quá. Dạ đây, ở đây hả? Ủa hết phiếu rồi hả? Dạ nay có 100 phiếu rồi cô. Dạ đây con coi, lát nữa con ấy ấy con gửi cô. Dạ dạ dạ, cái gì chị? Dạ dạ, nay hôm nay có 100 phiếu thôi, phát hết 100 phiếu rồi. Mấy nay sao không thấy dạ. Ở ngoài mà đâu biết xuống đây. Dạ mới xuống sáng luôn. Trời ơi dạ. Chung có đâm mấy này đâu quá trời, đâu đi ít đi lắm. Dạ dạ, cái xong cái con má hình như chú ở xuống đây nè, mà lật đi sợ sợ về đảo cái. Dạ 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 dạ. Ủa vậy? Ủa vậy mấy người mua sao không có phiếu hả? Thôi bà con nào mua mình tặng luôn đi. Dạ đúng rồi, đúng đúng đúng, hợp lý hợp lý hợp lý. Dạ thôi khi bà con nào cầm cái bill ra là mình tặng quà luôn. Còn quà không? Sắp hết rồi. Rồi dạ đây thưa chú. Dạ rồi, chào chú. Dạ dạ, không có gì chú. Dạ. Đây ở tại cái cửa hàng dưới Trương Công Định này không chỉ có các mặt hàng thực phẩm nha, mà còn có một cái quầy kệ của hai pencil đó. Ở đây có mấy cái vật phẩm của bạn của cái xưởng phim hoạt hình của Colorman rất là dễ thương. Đó. Bút chì rất là dễ thương luôn mình. 189.000. À, một chú gấu bông rất là dễ thương. Rồi các cái sticker này 20 mấy ngàn. Các bạn các phụ huynh học sinh, phụ huynh có các cháu nhỏ nên dắt ra đây. Áo thun cũng rất là đẹp, rất là dễ thương luôn. Đó. Rồi đây mật ong hoa cà phê 85.000. Này nè, mật ong đông trùng hạ thảo 268.000 đây bà con cô bác. Nói chung là tất cả các sản phẩm của Colorman, tất cả các cửa hàng phước mạc của mình đều có đầy đủ. Dạ được ạ. Cô đây phần quà. Dạ đã, dạ rồi. Rồi đợi chị. Dạ rồi, dạ vui nha chị. Hả? Hai người hai bọn. Rồi cảm ơn chị nha. Ok con, rồi đây. Rồi ok con. Mua gạo. À mua gạo hả? Ba mà gạo nào ngon, trong ba loại gạo này ngon. À không, quà tặng là cái này anh. À quà tặng là cái này. Quà tặng này. Dạ hai dạ. Dạ hai phiếu rồi, em gửi anh. Để con. Gạo nào cũng ngon đó, anh tùy anh thôi. Dạ. Dạ thứ gì rồi. Có chân thiếu quà nha. Dạ đây cảm ơn chị. Đây là cứ mỗi một bill thì gửi tặng của chúng một phần quà đi. Số lượng quà có hạn đó. Ừ. Thì thôi còn nhiêu đi. Rồi đây. Thôi bao luôn á. Thôi giờ chơi tối rồi. Thôi 2.000 bao luôn rồi ok. Đốt pháo dữ quá. Rồi cảm ơn quý khán giả nha, cảm ơn quý khán giả nãy giờ chúc mừng mình rất là nhiều nha. Và các quý bà con bán nào ở tại Vũng Tàu thì tranh thủ chạy ra để ủng hộ Colorman nha. Rồi ra đi, cứ ra đi giờ. Các phần quà chỉ còn một ít phần quà thôi, nhưng không sao, bà con nào ra mua cứ có mua là có quà tặng, có mua có quà tặng thôi. Thank you.
phải nhân chân đến đây qua mình trước mặt. Từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 2020, với đồng hồ này chỉ từ 200 ngàn đồng trở lên, quý khách hàng sẽ được tặng ngày một từ một sản phẩm sữa này. Một chiếc châu hạt công bằng 150 ngàn đồng. Một cây châu ớt chảo hạt qua mình. Rất nhiều hoạt động hấp dẫn, rất nhiều hoạt động bất ngờ. Quý khách hàng hãy nhân chân đến đây qua mình trước mặt Vũng Tàu. Đông vui quá bà con ơi, mới buổi sáng bây giờ mới có 9 giờ 20 phút thôi mà rất đông bà con đến. Cái thưa quý vị các bạn, ở đây là cửa hàng Coleman Food Mart tại Vũng Tàu, số 125, phường số 125 Trương Công Định, dạ phường 3, thành phố Vũng Tàu, dạ thưa chị. Trời đau gần chết nghe đi. Thằng con kia đó chụp hình với anh ở ở ở kia đó. Dạ dạ dạ. Để chụp hình vậy cho fan con. Coleman Food Mart tưng bừng khai trương, rất nhiều hoạt động thú vị cùng chương trình hoạt động hấp dẫn đang chờ đón quý khách hàng. Rồi chị hai ba tấm đi về cái nào đẹp lấy. Dạ rồi cảm ơn chị nha. À cô dạ đây cầm phiếu đi em. Hai phiếu mà cô dạ đây con gửi cô. Dạ. Rồi. Dạ đây gửi cô rồi. Dạ. Rồi em. Rồi dạ anh. Rồi bước vô tham quan đi em ơi. Dạ. Ừ, cứ vô mua thêm chứ. Dạ thưa chú. Hai phiếu. Dạ hai phiếu, hai cái. Dạ rồi. Thấy lên YouTube hoài. Dạ rồi, dạ. Bữa nay mới thấy. Dạ. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Anh cứ vô anh tham quan chút đi anh. Dạ thưa chị đây. Dạ rồi, cảm ơn. Đó, ok. Đây là cái sản phẩm hạt sen nước đường. Đó. Thưa quý vị các bạn, hạt sen nước đường 81.000 đồng một hộp. Rồi ở dưới này là có thốt nốt đóng hộp. 64.000 đồng một hộp. Rồi. Rồi được con. Okay, rồi ok con. Con mua gì chưa? Con mới vừa nghe tên lửa chạy lên. Rồi cảm ơn con. Rồi trời ơi. Dạ dạ, ừ cảm ơn con nhiều, cảm ơn nhiều ủng hộ bà con tôi. Đây là làm lễ ở đây đấy ạ, số bà Trân. Ôi. Làm lễ cúng ở đây ạ. Dạ. Ủa vậy, à làm lễ cúng hả? Dạ. Trời ơi. Đây quảng cáo luôn rồi sao bà Trâm nha. Dạ. Bà Trâm nhớ mua nước mắm nghe nha bà Trâm. Dạ. Mua nước mắm nước cưng đây nha sao bà Trâm. Ok rồi con. Thôi rồi đây. Rồi. Rồi đây phanh ruột không ạ, à, toàn là. Rồi. Rồi cảm ơn con nha. Rồi lâu lâu ghé ủng hộ chú. Rồi các bạn nào ở Vũng Tàu chạy ra chơi với Coleman chút xíu đi, tôi chuẩn bị tôi về nè. Cứ chạy ra chơi đi nha, là có quà nha bà con cô bác. Cứ ra chơi, hết quà là mình sẽ xuất tiền túi ra mua quà mình tặng lại cho bà con nha, yên tâm. Trời mua dầu gội luôn sữa tắm luôn hả con? Dạ. Ồ đây nè, cái này gội rất là thơm, rất là mát nè. Ocean Deep, sâu thẳm như đấy đại dương. Mát lắm. Gội sao mà thành tiên nữ luôn nè. Dạ, gội riết mà nó vậy luôn đây là gì? Dầu gội siêu rụng tóc, ai muốn siêu rụng tóc thì mua dầu gội coi luôn em. Dạ. Đây qua đây đứng bà con phụ. Dễ thương quá. Ồ con mua này hả? Ồ bút sáp dầu. Ồ ồ mua đây con. Em đứng từ sáng không được phần quà nào. Em đứng từ sáng luôn hả mà không được phần quà nào. Rồi em không, em lấy xong em ấy có lấy bill đi xong ra đây anh gửi cho. Gửi tặng cho. Giờ còn gì cho đây, còn gì tặng đó đi, không sao, cứ đừng lo. Anh ơi.
Rồi đây. Thôi kệ, lát tính sau con ơi. Cảm ơn. Chắc để chú đây. Để đi. Đem cầm giùm cho. Cầm chút cho đỡ mỗi tay. Rồi ưu tiên cho cô già, cô đó, đó, cô già, cô mua gì cô? Thằng bé nó xếp hàng, tôi đâu rồi? Thằng bé cửa hàng xếp hàng kìa, thằng cái kìa. Thằng cao cao tóc quanh kìa. Ưu tiên tôi đi. Để chị lên đi. Bên ra đây con. Cái câu lại. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi. Ừ, đúng rồi, để cho cô đi. Không phải, cô thấy cô lớn tuổi quá. Thôi ưu tiên cô trước đi. Rồi, không cần. Hả? Tặng luôn. Hết quà đây mà chú tặng. Đó, bây giờ tặng chú luôn. Dạ, cái này mày có phiếu quà tặng cho cô. Tặng, cứ lấy lại quà tặng cho cô đi. Rồi cô đây qua đây kìa. Hết quà lấy bạn hay sao? Dạ. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi. Đi ra bên đi ra. Này của con đúng không? Cái này của con. Cứ nhường cho cô này tính đi. Bơ bưng bưng lên này lên giùm cho anh cái. Cà phê này ngon chứ đẹp. Dạ. Dạ cái này ngon chứ. Một cái nó ngon kiểu. Dạ. Thôi người bán thì ai cũng thấy. Không không, một cái nó ngon kiểu. Ngon ngon ngon. Ngon. Nó có cái môn á. Cà phê môn là siêu ngon luôn. Dạ. Còn trà sữa sao chú? Hả? Trà sữa thì chú không có thích uống trà sữa. Nhưng mà mấy bạn nhà chú mang lương gái với lại xã chú uống này dữ lắm luôn. Thấy coi chú có gì chú phải thương mà bụng bạn vậy coi. Dạ. Bữa nay một giờ bữa nay mua bánh trà luôn. Bưng bưng cái này lên cho cô tính trước đi. Ở đâu nữa? Đồng Nai với Sài Gòn. Bữa nay khoai chương 3 chỗ. Bưng cái này lên cho cô ấy trước đi. Dạ. Chú. Bữa nay khai trương 3 chỗ chú chạy show đã luôn. Ờ không, hôm nay khai trương đây là chú chạy về công chuyện. Ngày mai khai trương Biên Hòa với lại. Dạ. Trời ơi, ở đây lâu lắm rồi đó mà chưa. Hả? Hả? Chú về. Chú cho tranh thủ chờ con đó, chú tặng hoài con chú về. Có hết. Có luôn. Rồi, ok. Dạ cảm ơn. Bước vô đi, bước vô cho cô xin phép cho cô trước đi. Lo đi làm chương trình quá nên là ở dưới đây ông chủ nhà ông la quá. Ông nói gì thuê là 7-8 tháng mà không thấy làm gì chứ. Chú còn coi YouTube chú nhiều lắm luôn á. Rồi cảm ơn con. Chú làm với ẹt sao coi chi nhiều dữ vậy. Chú coi đồ ăn đồ ăn mà cách chú điện ăn mặn quá. Dạ. Chú điện thấy đồ ăn ngon quá. Trời ơi. Toàn là like lúc đó bụng không. Like lúc đó bụng không không không. Mà không có cho ăn cho nhìn không mình uống. Chú đâu lâu chữ là con. Canh đó cố tình đó. Cái canh giờ cơm á live stream. Bà tặng qua đây em qua ra đây chị dạ, 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 dạ. Anh muốn tặng thêm quà chắc là lát nữa để ngẫu nhiên đi nước mắm gì đó để lên đó anh tặng anh, dạ. Đây là để hết cái quà này rồi để nó lát anh tặng dạ. Anh khoảng khoảng số lượng bao nhiêu được tôi thì chắc lấy anh thêm chừng mấy chục chai nước mắm đi mấy chai nước mắm kho đó mấy nước mắm kho nha đúng không đồng nhóc à ô ủa nó chụp cái đâu mà cách đây năm nữa ở nó thấy chú đi lang thang nó chụp ở chỗ gì Đà Nẵng ở đây nè dạ ở Bà Nà chưa tới nữa sạch nặng quá nè chị xếp gạo nặng quá đem ra xếp dùng cho luôn. Để xuống chân đi chị. Dạ để đi chị để. Dạ. Để cây nha. Dạ đúng rồi. Giờ có nhiều người người ta không có xếp hàng, ta vô ta. Ủa này của hai ta mình cầm. Dạ. Hồi nãy xếp xuống đằng kia. Mà tại vì nhiều người ta không có xếp á. Hơi chủ quan, đáng lẽ để thêm một cái máy tính tiền nữa. Không nghĩ. Hai
không nghỉ, dạ không nghỉ đông vậy. Nghỉ ở đây vắng lắm chứ không có như ở trên Sài Gòn á, không. Dạ Sài Gòn đông lắm luôn, đông chịu không nổi luôn. À không, cái này là cái tờ rơi em, tờ rơi. Ừ. Thì nè, em mua nè. Em mua 200 ngàn lên em được tặng quà. Ừ, nói chung em mua gì đi lát anh tặng cho. Cứ vô là lựa đại cái gì mua rẻ rẻ thôi, mua chừng 1-2 triệu gì đó xong rồi em tặng cho. Mua gì rẻ rẻ thôi, chừng 1-2 triệu anh tặng cho. Nhanh nhanh đi, khẩn trương đi nè, bà con đứng chờ nóng quá nè. Dạ. Dạ. Cái này mà có máy dễ thương nữa hả chú? Dạ. Cái này mà có máy á, máy nít á. Dạ. Mà in hình gì là dễ thương nữa. Dạ. Mấy này mấy đứa nít nó khoái cái phim hoạt hình của mấy đứa này nè. Dạ. Xin chào bút chì á, mấy đứa nhỏ nó khoái. Cái này cũng công ty luôn, có cái xưởng phim hoạt hình. Tại chỗ này bự quá, không có đủ đồ để lên để tùm lum đồ vô luôn. Cái này 90 mấy em ạ? Dạ thưa chú, 95 ngàn ạ. Dạ. Thấy chú ăn mà rưới nước mắm hoài mà. Dạ. Phải mua nước mắm. Cái này ngon này chú, cái này ngon. Dạ. Qua mua rồi. Dạ 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 dạ. Sắp sắp tới lượt ạ. Chú, thôi cộng số đại đi, cộng vào số đi, không có mã thì cộng số đi em lên. Nước mắm này gì cần pha nữa hay không, hay là gì mình đang tập tiếp luôn hả? Em nói sao? Là cần pha thêm gì nữa hay để không? Để chấm trực tiếp không không này ăn sống luôn chứ. À, là ăn trực tiếp luôn, không ăn trực tiếp đừng pha. Để ớt vô thôi. Pha ổn lắm. Nếu mà em mua nước mắm pha thì em mua cái chai 10 độ á. Cái chai rẻ tiền đó. Tại cái này là đậm đặc chú. Đúng rồi. Mấy cái chai này là mình pha nước mắm chua ngọt nè, nước mắm tỏi rồi á. Đó. Đó, còn cái này là mình ăn sống. Trời, nước mắm nhỉ mà đi pha là pha chết luôn á. Lấy luôn đi. Chị hả? Thôi đi ngày mai qua. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, chạy qua chạy lại cho vui. Dạ rồi thôi, kính thưa quý vị khán giả, cảm ơn quý vị khán giả, đặc biệt là bà con ở Bà Rịa chúng tôi, bà con ở Vũng Tàu rất là yêu thương mình. Hôm nay bà con đến đông quá, mình ngoài dự kiến luôn, là bố trí được có một cái máy tính tiền thôi, thành ra là không xử lý kịp luôn. 125 Trương Công Định phường 3 Vũng Tàu nha các bà con Vũng Tàu, bữa giờ hỏi mình hoài, bữa nay mới khai trương được, mừng lắm luôn, bà con tới ủng hộ nha. Sắp Tết rồi, bà con tranh thủ ra mua những cái sản phẩm 7-9 loại gia vị của Coleman rất là ngon, mọi người tranh thủ mua về để trong nhà chứ không Tết là hết hàng. Xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Rồi ngày mai thì vào lúc 7 giờ mình sẽ có mặt tại 256 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, khai trương chính thức tại đó. Và sau đó 10 giờ mình sẽ có mặt tại Biên Hòa, Coleman Food Mart tại Biên Hòa, số 113 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Yeah, nhớ giỏi rồi. Chào tạm biệt. Chào khán giả Coleman Food nha. Ok, dạ, yeah, con quát ơi. Dạ thưa anh, rồi. Dạ. Thôi, dạ, đến chụp cái này. Dạ, để em bé này chụp ra chú. Cháu nó có đòi chụp chú. Dạ.